Xin chào anh em, nếu anh em muốn mua một chiếc máy tính có màn hình to này, có mức giá hợp lý này và nó phải nhẹ nhàng nữa thì anh em nghĩ đến sản phẩm gì? Chắc anh em sẽ nghĩ đến LG Gram, Surface Laptop 15 inch, nhưng mà ở trên tay mình là một chiếc máy có cũng màn hình 15 inch này, cũng có trọng lượng rất là nhẹ này, ngang LG Gram 1,1 kg, và quan trọng nữa là mức giá của nó lại rất là hợp lý. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Book Pro 15 inch ở đây. Nó có điểm gì hay, nó có điểm gì hơn những chiếc máy khác? Chúng ta hãy bắt đầu video thôi. Đầu tiên, khi mình cầm trên tay chiếc Samsung Book Pro 15 inch này thì phải nói là nó cực kỳ nhẹ, bởi vì nó được thiết kế bởi vỏ nhôm và vỏ magie ở đây. Nó có trọng lượng 1,1 kg, nghĩa là nó tương đương với cả chiếc LG Gram 15 inch này và nhẹ hơn cả chiếc Surface Laptop 4 15 inch tận 400 g, và nhẹ hơn chiếc Dell XPS 15 inch tận 700 g. Quá là khủng khiếp. Và chiếc máy này nó có chỉ mỏng có 11,7 mm thôi. Nó mỏng hơn hầu hết tất cả những cái mẫu laptop có trên thị trường, cực kỳ nhẹ, cực kỳ nhỏ và cực kỳ mỏng. Nhưng mà tuy nhiên ấy, để hy sinh cái trọng lượng nhẹ như vậy, mỏng như vậy ấy, thì Samsung cũng phải đánh đổi, đó chính là máy bị flex khá là nhiều, gần như là mình chạm bất kỳ đâu nó đều bị flex hết. Này, cái màn hình này cong này, khi anh em ấn vào đây này, bẻ này, nó cứ ọp ẹp, và cảm tưởng ấy, ở bên trong nó bị rỗng anh em ạ, nó không được cao cấp, không được sướng lắm. Khi anh em chạm vào chiếc máy này, anh em sẽ thấy ngay điều đấy thôi, nó bị flex ở everywhere, ở mọi nơi luôn. Tuy là một chiếc máy Ultrabook siêu nhỏ gọn, mỏng nhẹ, nhưng mà Samsung vẫn trang bị cho nó rất nhiều cổng kết nối. Đầu tiên là anh em sẽ có cổng HDMI full size ở đây. Ấn tượng chứ, một chiếc máy mỏng nhẹ như thế mà vẫn có HDMI full size. Anh em sẽ có hai cổng Type-C ở đây, và hơn thế nữa, một cổng Type-C ở đây nó là Thunderbolt 4 nữa. Cạnh còn lại, anh em sẽ có một dắp cắm tai nghe 3.5 này, USB-A full size này, một khe cắm thẻ nhớ micro SD. Quá nhiều được cổng kết nối dành cho anh em. Mặt A, anh em sẽ thấy một chữ Samsung được khắc laser ở đây, trông rất là cao cấp. Phiên bản ở trên tay mình là phiên bản màu xanh, nhưng mà anh em có thể lựa chọn phiên bản màu trắng nữa nhá. Màu xanh ở đây thì nó cũng khá bám khá nhiều mồ hôi và dấu vân tay đấy, như anh em có thể thấy đây. Phần bên trong, Samsung mang cho chiếc máy này một ngoại hình khá là đặc biệt, bên ngoài màu xanh, bên trong màu đen anh em ạ. Đấy, khi nhìn vào trong thì anh em sẽ có một cái bàn phím full size có dãy Lumlock ở phía bên tay phải này. Ở phía ngay phía trên thôi là có một cảm biến vân tay một chạm khá là xịn. Khi mình trải nghiệm cái bàn phím của chiếc Samsung Galaxy Book Pro này thì anh em sẽ thấy rằng khi gõ phím anh em sẽ phải lệch tay về phía bên tay trái một chút, rất là khó chịu, tại vì ở bên này nó đã chứa phím Lumlock rồi, nên khi mọi thứ thao tác của mình đều bị nghiêng về phía tay trái nhiều hơn. Nếu mình để ra phần giữa ấy, kê tay ấy, thì việc gõ phím rất là khó. Bàn phím ở đây nó khá là nhỏ, tại vì đã 15 inch lại nhét cả dãy bàn phím full size vào đây nữa, sắp xếp không được hợp lý cho lắm. Và khi mình gõ ấy, cái khung máy này nó bị flex khá là nhiều, nên cảm giác gõ nó không được sướng, rất là không được sướng này, không hợp lý, lại còn khó chịu nữa. Độ lẩy phím ở đây thì mình đánh giá ở mức trung bình, không xuất sắc lắm. Không biết anh em nào trải nghiệm cái bàn phím này chưa thì có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Nhưng mà mình thấy rằng là nó không xuất sắc này, nó khó gõ này, và bàn phím bị lệch với bên tay trái nhiều quá. Ở đây thì ngoài bàn phím ra, anh em sẽ có một trackpad rất là to và rộng ở đây, được phủ kính, có hỗ trợ thao tác đa điểm, vuốt cũng ổn anh em ạ. Nhưng mà nhược điểm đây là anh em sẽ cần nhiều lực hơn để di, để click. Anh em nghe này, nó khá là cứng, khi click nó cũng rất là lặng tay. Thêm nữa là tracking khi mình di, mình chạm ấy, nó không được chính xác lắm. Nếu mà dùng chiếc máy này thì anh em tốt nhất là nên dùng chuột, quan điểm của mình đấy. Ok, chúng ta nhìn lên phía trên màn hình, sẽ có một size màn hình là 15 inch, có độ phân giải Full HD 1920x1080. Viền màn hình ở đây anh em sẽ có một viền màn hình khá là mỏng, đáng tiếc 15 inch nhưng mà chỉ dừng ở Full HD thôi. Mình chờ mong cái màn hình này có độ phân giải 4K hoặc là 2K đi, nó sẽ đã mắt hơn rất nhiều. Khi mình nhìn vào màn hình lâu cũng cảm giác nó bị rỗ. Tỷ lệ của Samsung mang tới cho anh em đó là 16:9. Không gian làm việc vì không phải là tỷ lệ mới nên nó khá là hạn chế. Tuy nhiên chất lượng màu màn hình ở đây thì khá là tốt. Samsung trang bị cho chúng ta một cái màn hình AMOLED màu đen rất là sâu, rất là rực rỡ.
khi anh em giải trí, anh em xem phim ý, hay là lướt quét thôi, thì anh em sẽ thấy là màn hình ở đây khá là tuyệt vời. Về màn hình ở ngay trong setting, anh em có thể tùy chỉnh theo ý của anh em. Khi anh em làm việc thì có thể đổi sang chế độ P3, còn khi giải trí anh em có thể đổi sang chế độ AMOLED. Thông số chính xác của cái màn hình này mình đo đạt được, đó là đạt 100% sRGB, 99,3% Adobe RGB và 87,6% P3. Ba con số ấn tượng. Độ sáng màn hình ở đây là đạt được gần 300 nit, khá là thấp phải không anh em? Nhưng mà màn hình AMOLED thì mình nghĩ là độ sáng như vậy vẫn đủ thỏa mãn anh em với môi trường ở trong nhà rồi. Còn nếu mà anh em ra ngoài trời ấy, thì màn hình này không dành cho anh em đâu. Độ sáng khá thấp. Delta E của màn hình này đạt 2.6, ở mức tương đối tốt thôi. Nghĩa là độ chính xác màu sắc nó ở mức vừa phải anh em ạ. Không quá tuyệt đối chính xác nhưng mà cũng đủ để anh em thể sử dụng một cách mãn nhãn. Delta E nó mà dưới 2 thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Chúng ta sẽ đến với hiệu lăng. Em Samsung này đó là i7-1165G7. Sử dụng điện lăng là 28W, RAM 16GB DDR4 này, SSD 512 và con card onboard là Iris Xe. Với cấu hình chuẩn Ultrabook như vậy thì anh em có thể thoải mái sử dụng những phần mềm như là Adobe Lightroom này để chỉnh sửa ảnh hoặc là Photoshop để có thể thiết kế được. Tuy nhiên nếu anh em làm nặng hơn, ví dụ như là chỉnh sửa video hay là anh em chơi game thì chiếc máy này không dành cho anh em đâu nhá. Mình đã thử cài các phần mềm mà như dựng phim hoặc là chơi game CSGO cơ bản thôi, thì chiếc máy này nó khá là giật lag và nóng kinh khủng luôn, quạt kêu rất to và khó chịu. Một chiếc máy mỏng nhẹ mà anh em tản nhiệt thì nó lại thuộc dạng cơ bản một quạt củi bắp nữa chứ, nên anh em cân nhắc nhá. Về phần hiệu lăng thì mình sẽ đánh giá rằng chiếc máy này ở mức cơ bản vừa đủ luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với phần pin. Chiếc Samsung Galaxy Book Pro 15 inch này được chứng nhận chuẩn Intel Evo, nhưng mà trong quá trình sử dụng của mình pin văn phòng chỉ đạt được khoảng tầm 7 tiếng. Nếu anh em làm đồ họa thì nó chỉ rơi khoảng tầm 5 tiếng thôi. Một cái chứng nhận mình thấy không được chính xác cho lắm. Còn anh em thì sao? Anh em có sử dụng chiếc máy này pin được hơn 10 tiếng không? Có thể chia sẻ nhá. Vậy là đây là một cái chia sẻ, một cái đánh giá của mình về chiếc Samsung Galaxy Book Pro. Nếu anh em là người cần một chiếc màn hình to, rộng rãi, thoải mái để có thể làm việc được và lại muốn nó nhỏ gọn, cơ động thì chắc chắn phải lựa chọn rồi. Và mức giá của nó lại cực kỳ hấp dẫn đấy chứ. Nếu mà rơi khoảng tầm 30 triệu chiếc máy này thì anh em sẽ chỉ có thể mua được LG Gram với i5 thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký ủng hộ mình nhé. Đây là Đăng Vũ. Bye bye.